Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những giây phút tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Thưa quý vị, theo Tân Hoa Xã cho biết Quảng Châu bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, trận lũ lụt số 2 ở Bắc Giang năm nay sẽ phát triển thành một trận lũ thảm khốc. Quảng Đông đã phát động ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt ở mức cao nhất. Các đảng viên và cán bộ khẩn trương ra tiền tuyến để chuyển và tái định cư cho người dân. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã khẩn cấp đến các thành phố Thiểu Quan và Thanh Viễn bị tàn phá nặng nề, người dân tích cực tự cứu mình và dựng lại nhà cửa. Thưa quý vị, sông Bắc Giang là một trong những dòng chảy chính của hệ thống sông Châu Giang. Nó chủ yếu chảy qua thành phố Thiểu Quan, thành phố Quảng Nguyên và thành phố Phật Sơn ở tỉnh Quảng Đông. Sự an toàn của Bắc Giang liên quan đến sự an toàn của khu vực tập trung đông dân cư và phát triển kinh tế ở vùng hạ lưu châu thổ sông Châu Giang. Sở Tài nguyên nước tỉnh Quảng Đông đưa tin rằng do lượng mưa lớn liên tục và nước ở thượng nguồn, mực nước của dòng chính sông Bắc Giang tiếp tục dâng cao. Dự kiến trạm Si Giao của dòng chính sông Bắc Giang có lưu lượng đỉnh là 20.000 mét khối mỗi giây vào khoảng ngày kia. Lũ cực đại ở hạ lưu. Thành phố Thiểu Quan trên thượng nguồn sông Bắc Giang bị lũ lụt tàn phá nặng nề. Sáng qua, phóng viên nhìn thấy dọc sông Bắc Giang ở khu vực đô thị trung tâm Thiểu Quan, mực nước đã bắt đầu xuống sau đỉnh lũ. Cỏ dại mọc rậm rạp trên các cột đèn của kè sông cho thấy sự dữ dội của lũ lụt lúc bấy giờ. Thành phố Quảng Nguyên ở hạ lưu sông Bắc Giang vẫn đang phải đối mặt với tình trạng lũ lụt nghiêm trọng. Theo số liệu quan trắc của Cục Thủy văn, tính đến 12 giờ, mực nước sông Bắc Giang ở khu vực nội thành Thành Đức thuộc thành phố Thanh Viễn đạt 35,95m, vượt mực nước cảnh báo 9,95m. Báo cáo lũ lụt do Bộ Tài nguyên nước công bố cho thấy trận lũ số 2 của sông Bắc Giang trong năm nay sẽ phát triển thành một trận lũ thảm khốc và trận lũ số 4 của sông Tây Giang năm nay đang phát triển và mực nước sẽ tiếp tục lên và sẽ duy trì mức nước cao trong thời gian dài. Ủy ban bảo tồn nguồn nước sông Châu Giang thuộc Bộ Tài nguyên nước đã thông báo rằng để tránh sự chồng chất của các đỉnh lũ ở Tây Giang và Bắc Giang, Bộ phận Tài nguyên nước đã kích hoạt 24 hồ chứa lớn và vừa trên các nhánh chính và phụ lưu của Si Giang để chặn lũ cắt đỉnh và dịch chuyển đỉnh để tăng cường kiểm soát hồ chứa đại đường hạ. Hiện tại, 1,4 tỷ mét khối nước lũ đã được tích trữ trong các hồ chứa lớn của sông Tây Giang và các nỗ lực đã được thực hiện để giảm lưu lượng đỉnh lũ ở hạ lưu sông Tây Giang và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xả lũ an toàn ở sông Bắc Giang. Trước tình hình lũ lụt, Quảng Đông đã nhanh chóng ứng phó. Bộ Chỉ huy Phòng chống lụt bão, hạn hán và gió tỉnh Quảng Đông đã nâng ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt lên mức cao nhất, yêu cầu các khu vực trọng điểm phải dứt khoát thực hiện một hoặc nhiều biện pháp cần thiết như tạm dừng các lớp học, công việc, sản xuất, hoạt động, kinh doanh và nỗ lực hết mình để đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân được an toàn, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Lượng mưa lớn liên tục gây ra các thảm họa như lở núi, sập đường, ngập lụt đất nông nghiệp và ngập úng đô thị ở thành phố Trinh Đê và 24 thị trấn và đường phố bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Vào trưa cùng ngày, phóng viên nhìn thấy lối ra Liên Giang Khẩu của đường cao tốc Lê Quang, con đường dẫn đến thị trấn Liên Giang Khẩu của thành phố Trinh Đê đã bị phong tỏa bởi lũ lụt và các cán bộ thôn địa phương đang chèo thuyền để vận chuyển 20 thùng nước khoáng và các loại khác vật liệu đến làng. Mấy ngày nay trời mưa to, đêm qua không thể chạy xe trên đường này. Từ sáng nay chúng tôi lần lượt gửi nước khoáng, bánh mì, mì gói và các vật dụng khác vào. Si Ao, một nhân viên thành viên của Ủy ban làng Hạ Bộ, làng Xuân Đảo, thị trấn Liên Giang Khẩu cho biết, hầu hết dân làng trong làng đã được sơ tán và một số dân làng đã trú ẩn ở những nơi cao. Để bảo vệ sinh kế của dân làng, ba lô hàng tiếp tế đã được gửi đến làng vào sáng hôm đó. Trên cây cầu Trấn Giang bắc qua sông Bắc Giang, phóng viên nhìn thấy tất cả các con đường trong công viên Tân Giang đều bị nhấn chìm bởi nước lũ dâng cao, đèn đường của con đường ván ven sông chỉ lộ ra phần trên. Con sông gần cầu Giang Loan đã ngập bờ kè và hàng trăm đảng viên lần lượt chất đống bao cát màu xanh lên bờ kè để củng cố phòng tuyến. Các nhân viên tại chỗ của Cục Kiểm soát Nguồn nước thành phố Trinh Đê cho biết, cảnh sát địa phương, nhân viên và tình nguyện viên đã được huy động trước để nâng cao và gia cố con đập. Con đập được xây bằng bao cát dài hơn 300 mét.
Sở Quản lý Tình trạng Khẩn cấp tỉnh Quảng Đông đã điều động lực lượng cứu hộ và vật tư để khẩn cấp hỗ trợ thành phố Trinh Đê. Tính đến 8 giờ sáng nay, tổng cộng 50 thuyền xung kích và thuyền cao su đã được điều động từ Phật Sơn và các nơi khác đến hỗ trợ. Bộ phận điện lực đã gửi 10 xe máy phát điện đến Anh Đức, Quảng Châu, Huệ Châu và các nơi khác, cũng đã gửi đội cứu hộ để hỗ trợ công tác cứu hộ và cứu trợ thiên tai ở Trinh Đê. Phóng viên được biết từ Sở Cấp cứu và Cấp nước của tỉnh Quảng Đông rằng một phần của khu vực lưu giữ và giam giữ lũ lụt ở thành phố Trinh Quan đã được mở cửa và hơn 30.000 người đã được chuyển khẩn cấp trước đó. Sau khi đỉnh lũ đi qua, công việc xây dựng lại nhà cửa, nạo vét và thoát nước bắt đầu nhanh chóng. Tại khu đô thị Thiều Quan không có mưa nhưng nhiều khu vực vẫn bị ngập lụt. Phóng viên nhìn thấy dọc đường Diên Giang, hai bên sông Bắc Giang, người dân cầm chổi, xô, xẻng, quét dọn bùn đất tầng 1, đồ đạc ngâm nước cũng được mang ra đường phơi. Một số nhân viên của Bộ phận Giám sát Thị trường quận Trấn Giang, thành phố Thiều Quan đang giúp những người buôn bán dọc đường dọn dẹp cửa hàng của họ. Lôi Quốc Phi, Giám đốc Văn phòng Giám sát Thị trường Đông Hê cho biết họ đã phân phát các hướng dẫn phòng chống sau lũ lụt cho các doanh nghiệp để giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà hàng dọn dẹp và khử trùng để họ có thể hoạt động trở lại càng sớm càng tốt. Mưa rơi như sông, Trịnh Châu khủng hoảng. Quan chức của khí tượng Trịnh Châu đưa ra thông báo, từ đêm nay đến ngày mai sẽ có mưa to đến rất to ở Trịnh Châu và mưa rông lớn cục bộ. Vui lòng tránh những con đường trũng thấp và úng nước khi đi lại, đồng thời chú ý lái xe an toàn. Ngay cả dự báo thời tiết đã tiêm vaccine cho cơn mưa xối xả, nhưng cơn mưa vẫn khiến một số công dân Trịnh Châu bất ngờ. Cô Wang, một nhân viên truyền thông ở Trịnh Châu, nói với VOA rằng cô cảm thấy cơn mưa lớn quá bất ngờ. Cô nói, không có gì trong hai ngày đầu tiên. Hôm qua trời mưa nhưng không ngớt, hôm nay vẫn chưa tạnh. Các con đường trong thành phố giờ đầy nước. Cô Wang nói, trời đã mưa 1/3 hoặc 2/3 lượng mưa trong năm. Đây là một lượng mưa rất lớn. Cô cũng cho biết, giao thông nội thành hiện tại đã tê liệt. Thực tế, đường bắt đầu tích nước từ trưa. Tất cả xe trong hầm để xe của cộng đồng của chúng tôi đã được di chuyển đến sân. Chà, ban đầu không có xe hơi trong sân. Có một số con đường bị tích nước nghiêm trọng và xe hơi trôi đi. Về cơ bản, nó giống như một trận lụt. Cô Vương bị kẹt trong công ty. Điện nước tuy chưa cắt nhưng mạng không ổn định. Tất cả những gì tôi quan tâm là khi nào tôi có thể về nhà, cô nói. Một đoạn video được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy các ga tàu điện ngầm ở Trịnh Châu đầy nước sóng gió và trong các toa tàu điện ngầm, nước tràn tới eo của hành khách. Trong một video khác, nước trên đường Kỳ Lệ Hà Nam trên đường Vành Đai 4 phía đông ở thành phố Trịnh Châu ngập sâu đến đùi và thậm chí là eo của người đi đường. Một số nắp cống trên đường cũng bị nước cuốn trôi. Trận mưa xối xả cũng khiến nhiều người dân bị mắc kẹt trong nhà. Một cư dân mạng Weibo đăng tải, tôi thực sự sợ hãi, cúp điện, tôi đang ở nhà, điện thoại sắp hết, ban công bị dột, tôi ngồi dưới đất bùn bã và khóc. Một chủ cửa hàng ăn sáng ở quận Trung Nguyên, thành phố Trịnh Châu cho biết vào sáng nay, theo giờ địa phương, mưa vẫn đang rơi và nước trên đường về cơ bản sâu 1 hoặc 2cm. Chủ cửa hàng cho biết đêm qua toàn bộ cửa hàng bị ngâm nước tầng 1, nước đọng sâu nửa mét ở tầng 1. Tối hôm qua chúng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ. Ông cũng đề cập rằng toàn bộ cộng đồng đã bị cắt nước và họ đã mua nước tinh khiết để nhà hàng có thể mở cửa bình thường và cho phép mọi người trong cộng đồng ăn uống. Mưa ở Trịnh Châu đã tạnh. Cô Wang cho biết hiện tại trời không mưa ở Trịnh Châu nhưng ở một số thành phố khác vẫn còn mưa. Tổng công ty phát thanh truyền hình Anh BBC đưa tin Trịnh Châu đã đầu tư rất nhiều vào việc xây dựng thành phố bọt biển với hy vọng biến thành phố này thành một miếng bọt biển với các chức năng như trữ nước và hút nước. Nhưng một trận mưa lớn dường như đã phá tan huyền thoại này. Báo cáo nói rằng một số thành viên của công chúng đã đưa ra những nghi ngờ trên Internet, chẳng hạn như liệu cảnh báo chính thức về mưa lớn có kịp thời hay không. Các biện pháp ứng phó đã được thực hiện bởi các bộ phận khác nhau. Những hồ sơ liên quan đã được thực hiện bởi tàu điện ngầm và liệu tính linh hoạt trong ứng phó khẩn cấp của hệ thống cứu hộ là không đủ. Một quan chức từ Trung tâm Dịch vụ Khí tượng Trịnh Châu cho biết trong một bài đăng trên Weibo rằng dự báo và cảnh báo mưa bão là một vấn đề trên toàn thế giới đối với liên quan đến mưa lớn. Đó là kết quả của sự tương tác của các quy mô thời gian khác nhau và các quy mô không gian khác nhau ảnh hưởng đến hệ thống.
rất có thể có được kết quả chính xác bằng cách phân tích toàn diện và toàn diện các điều kiện và dữ liệu khác nhau liên quan đến mưa lớn trong phạm vi không gian và phạm vi thời gian nhất định, kết luận dự báo. Ngoài Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, nhiều thành phố khác cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Ở Nhữ Châu, phía tây nam Trịnh Châu, nước lũ cuốn trôi ô tô và các phương tiện khác trên đường phố, Reuters đưa tin. Báo cáo cũng cho biết mực nước nghi thủy dâng cao có thể chạm vào động Long Môn. Tọa lạc tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, động Long Môn là một trong những kho báu của nghệ thuật điêu khắc đá với nhiều tượng nhất và quy mô lớn nhất thế giới, đồng thời là di sản thế giới được UNESCO công nhận. Ngoài ra, chùa Thiếu Lâm ở thành phố Đăng Phong cũng đã tạm thời bị đóng cửa. Reuters cũng cho biết các dịch vụ đường sắt ở tỉnh Hà Nam đã bị đình chỉ, nhiều đường cao tốc bị đóng cửa và các chuyến bay bị hoãn hoặc hủy bỏ, khiến cuộc sống hàng ngày của 94 triệu người dân tỉnh này đã bị gián đoạn do giao thông tê liệt. Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã cho biết, Tổng cục Quốc phòng Trung Quốc đã đưa ra biện pháp ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp độ 3 đối với công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả lũ lụt ở tỉnh Hà Nam. Nhóm công tác Hà Nam của Tổng cục Quốc phòng đã nhanh chóng đến hiện trường để hỗ trợ công tác cứu trợ lũ lụt. Tỉnh Hà Nam nằm ở miền Trung và miền Đông Trung Quốc, ở Trung và hạ lưu sông Hoàng Hà và ở phía Tây Nam của đồng bằng sông Hoàng Hải. Tổng diện tích của tỉnh Hà Nam là khoảng 167.000 km², có 4 hệ thống sông lớn trên lãnh thổ, sông Hoàng Hà, sông Hoài Hà, sông Vệ Hà và sông Hán Thủy, trong đó lưu vực sông Hoài Hà chiếm 53% diện tích. Trong lịch sử, Hà Nam từng trải qua trận mưa lũ lớn gây thương vong nặng nề và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới gần 10 tỷ nhân dân tệ. Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, Đài quan sát khí tượng Trung ương cho biết, lượng mưa lớn nhất hàng giờ của Trịnh Châu là 201,9mm, vượt quá trận mưa lớn năm 1975 và kỷ lục lịch sử là kỷ lục lượng mưa trong một giờ ở Lâm Trang, Hà Nam là 198,5mm tháng 8 năm 1975. Theo truyền thông tin tức Bắc Kinh Trung Quốc, kể từ giữa tháng, lượng mưa lớn đã ảnh hưởng đến hơn 140.000 người ở 17 quận và huyện thuộc quyền quản lý của Bình Định Sơn, An Dương, Tiêu Tác, Tam Môn Hiệp, Nam Dương, Tín Dương, Chu Khẩu, Trúc Mã Điếm và Tế Nguyên. 10.152 người đã được cứu và chuyển đi, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng hơn 9.200 ha, thiệt hại trực tiếp về kinh tế hơn 72 triệu nhân dân tệ. Ngoài Hà Nam, khu tự trị Nội Mông cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt. Trận mưa lớn khiến hai hồ chứa nước bị vỡ, cầu và đường quốc lộ bị lũ cuốn trôi, xe cộ bị ngập, người dân bị mắc kẹt và những ngôi làng và cánh đồng bị ngập lụt biến thành một đại dương mênh mông, hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng. Reuters và Yahoo News cùng các phương tiện truyền thông khác đưa tin, thành phố Hồ Luân Bối Nhĩ, Nội Mông, mưa liên tục và lũ lụt đã xảy ra ở một số nơi trong khu vực. Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hồ Trông Gan và hồ Tân Phát, các đập tràn mở ở châu tự trị người Morin lần lượt bị sập và một lượng lớn nước sông đổ xuống. Bắc Kinh gần đây cũng hứng chịu trận mưa xối xả, các khu vực núi bị sụp đổ và các khu dân cư bị ngập lụt, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng. Ông cho biết một số đồng nghiệp sống ở Thiên Thông Nguyên, Bắc Kinh, ô tô bị ngâm trong nước và nước đã ngập bánh xe ô tô bị chặn lại và những tảng đá trên núi khá lớn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại bản tin tin mới của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!